dàn hành lý mình chuẩn bị đi chơi xa một tuần. Quá tiền đồ luôn. Rồi anh hay vậy. Xếp lên hết một hàng ghế sau của cái xe 16 chỗ mới bị mới để hết đồ được. Xe thì chưa chuẩn bị đi mà mấy em nhỏ nhảy lên xe chờ trước hết đây nè. Hai lý nôn đi đó. Xe xuống mở cửa là nó nhảy tọt cho nó ngồi trước rồi. Xin chào. Xin chào hai Quyền Trang. Hai Thơ. Sa Đéc vào khoảng 10 giờ sáng mà hiện tại là tới trung tâm thành phố Phan Thiết rồi, là trời đã sắp tối. Mình phát hiện ở trên thành phố họ trang trí rất là nhiều đèn, nhìn đẹp vô cùng luôn. Khi mình lái xe ở trên đường nhìn rất là đẹp. Ở Mỹ thì mình chưa có thấy họ trang trí đèn ở trên đường phố như thế này. Lúc mình ở còn trong thành phố Sa Đéc thì mình cũng có thấy họ trang trí đèn mà không có nhiều giống như là ở Phan Thiết Mũi Né. Ở đây thì mình ra tới cặp bờ sông này, chỗ này là nó có nhiều tàu đậu lắm mà mình tối rồi mình quay không có được chỗ này. Vào thành phố Phan Thiết thì mình thấy nó không có là nhiều những chiếc xe hơi giống như là ở thành phố Sài Gòn. Xe nhỏ, xe Honda nhỏ rất là nhiều. Mình nghĩ chắc là tối thì chắc bà con cũng kéo nhau đi ăn tối hay sao đó, có rất là nhiều Honda nhỏ nhỏ. Hôm nay là ngày thứ 6 mình ở Việt Nam rồi. Mình ở trong miền Nam nóng quá, mình chịu không nổi luôn. Cho nên mình chở hai đứa con mình đi ra miền ngoài cho nó mát. Hiện tại là mình đang ở Mũi Né vào buổi sáng, 6 giờ rưỡi sáng rồi, ở Mũi Né. Đây là Quyền Trăng. Hey. Yeah, thì quá là pretty warm. Nhưng mà có một cái là nó không có trong như ở Mỹ. Cái biển ở đây nó hơi đục đục. I definitely keep my swim on a couple times. Yeah. Nãy giờ mới thấy mặt Kylie nè. Nó chạy đi vòng vòng chơi với anh hai đó nè. Hi Kylie.
đi đâu cũng cơm iPad để quay phim nữa nè. Ở đây có một chú đi chiếc thuyền như cái thúng này đi vô nè. Chú đi câu hồi hôm, bây giờ sáng chú đem đồ vô chú bán nè. Câu được một thùng rẻ nhưng mà rẻ không có to lắm. Rẻ nhỏ. Nó cũng hồi nãy anh kia anh mua của anh được một bịch. Bự hơn vậy này. Con lấy dạng trắng. Hả? Dùng cho bé mua trước đó. Hồi nãy thấy cái bịch anh mua của anh bự. Mình thấy chiếc thúng này vui lắm, chắc mình không dám đi đâu. Mình không đi quen thì được, còn mình đi không quen nó sẽ bị lắc lư khó đi lắm. Chiếc thúng nó lại gần cũng to ha. Lớn chứ bộ, mình ngó xa mình thấy nhỏ. Lại gần quá. Thúng đâu ạ? Bé thơ dưới quyền chân vẫn miệt mài dọc nước ở ngoài kia. Cái nước biển về Việt Nam, nước biển nó khá là ẩm cho nên quyền chân nó phái xuống bãi biển chơi với nước. Dạ, phía trên này có một nhóm chợ nhỏ bán đồ biển, đáng lẽ đông lắm mà sao hôm nay nhóm có một chỗ hôm nay. Chỉ là một nhóm chợ nhỏ thôi. Đây là có ghẹ. Con ghẹ xanh, ghẹ đỏ. Ở cái khu cái ghẹ bên kia bự rồi. Ốc đây bán 150 một thao. 150 một thao, cái thao nhỏ kìa chứ không phải thao bự. Có cái con mực này to quá à. Quanh cái bộ thích thú cái món ốc rồi. Lấy hết cái này là 150 ngàn. Vậy hả? Rồi chị luộc là bao nhiêu? 300 ngàn nào hả? Không luộc không nào? Đây có mấy con gì lạ quá mình nhìn không có biết. Bên kia là tôm hùm xanh. Chị gái. À, cái giống ghẹ này gái. To quá. Thì nãy quanh hỏi thì cái cô kia cô nói mua đi cổ giúp cho làm luôn món giống như là luộc hay là nướng vậy thôi. Đây có bán ghẹ, bán tôm hùm xanh. Cái này bán sao chị? Em thao 200 ngàn anh à. 200 ngàn thao. 200. Vậy là một thao là có 3 con. 3 con 200. 3 con ghẹ thì con ghẹ
nè, ghẹ tàu hả? Ghẹ bông, ghẹ bông. Ghẹ sen, ghẹ sen. Ghẹ sen. Ghẹ sen. Vậy, thì chắc mày bán có lượm em ký đi. Mày có mua này chị này. Chạy dưới kia vào. Bốn triệu rưỡi ký. Trên này là chị bán bao? Trên người ta đâu còn ngon lắm, buồn tiền ký nha. Hình to quá. Mua rồi làm sao nấu nướng? Ở đây người ta làm cho em cho tiền công làm ta. Cho ta tiền công làm. Không thích tay mầm luôn. Cũng trăm ba em mà, không có lầu em mà. Cắt thêm hai coi em ăn. 400 thì em mua. Đấy mấy con. 400 nha. Bán mới hàng cho em á. 400 thì hai con thôi. Thôi chị ơi đừng lấy bự quá, dài lắm. Con ba con này. Hai con à. Ba con tôm hùm 1 ký 9. Đủ em đi con lại mà thiếu trả lại cho chị. Đi nè mà. Chị mà cần thiếu là bị quay phim đó. Cái này này là thiếu là cái ba con này là vô 3 ký mấy. Nó vỏ con 8 nha nó đây, đừng quá nha. Chị mua thêm tôm nhỏ đi em lấy chị 2 pha 300 này. Mình đi vòng vòng sáng cũng hơi hơi đói bụng rồi mình kêu với cô này vô mình mua một chén tàu hũ non để ăn. Cái này
Yeah.
Quanh nó dễ chịu lọc lắm. Ai mà đi theo nè, để hồi là ngồi con mua, ngồi con móc tiền ra nè. Anh lên tôi nói gọi đi cho tôi hết tiền đó, tôi đưa cho ông này hết trơn nè. Lắm thấy bu đây em hoài ngồi à, em chịu nổi cái này. Chỉ mà tôi mua là tôi mua rồi. Mà ăn không có được. Tại vì không phải như anh mua phải không? Dễ hơn hả? Không có, em muốn ăn nhưng mà cái hộp nó cho anh vậy đó. Mà trong mình nó 6.000 hộp, ngoài này nó 6.300 hộp. Ăn hộp bằng hộp luôn. Bánh bánh ốc, bánh lọc hả? Rồi ăn có được gì đâu. Rồi 20.000 với 1 cá là 15.000 cũng bán luôn luôn. Vì vậy lúc bán mà nó bán 3 hộp là 50.000. Nhưng mà cái này không có... Cái cổng làm gì bán 6.000 hộp thì không. Nó ăn mì trong hộp. Nó ăn lần 1 cho biết chứ. Ngon lắm rồi. Đúng rồi. Lấy thêm miếng nữa. Rửa ba con rửa nước. Ăn cái đó để cho quá thôi nhiều quá cho mình hỏi rồi. Không mà nhiều quá. Nó nhiều quá. Tại nó bắn mớ. Bắn nào? Nào. Qua cho mình nhảy hết mình 3.000 kg. Thôi nhưng mà nó lao cái bụi ấy luôn. Nó rồi anh nó bập. Anh bỏ vô trong thùng cá vẫn không chơi về nhà da như thế. Cái này nè, mua thùng thao, thao. Ở đây có thùng thao. Bắn mớ cho thao. Đây con nào. Đặt cái thùng lý hết con rồi, đặt nó còn cái đầu. Dễ gì. Có đặt nói nó đưa ra này hết rồi. Có là 3 triệu. Ờ, đưa về nhà nè. Thuốc có xạo cơ. Thuốc có nhắm xạo cơ. Ai biết đâu nữa không? Gia đấy đỡ hơn ở nhà. Kẹo con. Nãy mình quên không có mua cái thuốc cho nàng. Nó bỏ vô. Muốn muốn chặn cái này cái này. Đấy là mấy cái tinh hồng. Đợi xong rồi. Ra như bắp đi. Bà ra ngoài được biết mắt nhanh nhanh biểu đẹp. Thôi mình ăn đây trả đi. Mình ăn đây trả đi. Mình ăn một cái ngầm em bà. Bây giờ có ăn đây trả đi. Mỗi em lại sợ. Một đồ đi. Đưa ông già không có găng à. Ông ấy làm gì ông gì à. Nghĩa là bữa mua là nó có hộp. Cái bà cho họ như thế nào cũng có một cái chai công ty trong đó lấy ra. Hai bình tĩnh đó, ở bên công ty bên Mỹ. Anh. Mình xin dừng video của mình tại đây. Chủ đề video của mình nói về lối sinh hoạt và thú vui của gia đình. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp của mình. Xin chào các bạn.